Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán thẻ cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021. Chỉ còn đây là chưa đầy một tháng nữa thì là sẽ là vào Tết Dương lịch rồi. Thì mình cũng chúc các bạn coi như là một tháng mới coi như là kiếm thật nhiều tiền và ủng hộ thật nhiều sản phẩm thoại cũ giá rẻ bên mình. Và hôm nay thì bên mình lại về đến mẫu sản phẩm thoại cũ mình giá rẻ, thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn. Thì là đợt này thì là cái sim Villa vào mạng cả năm, bên mình thì là đang bị lỗi coi như là khóa thông tin. Thì là các bạn nào mà chưa cái sim Villa mà đang bị lỗi mà đang bị khóa thông tin ấy, thì các bạn thể liên hệ lại giúp mình để mình coi như là hỗ trợ coi như là mở khóa thông tin lại cho bạn nhé. Thì là mình cũng là sorry về bất tiện, coi như là về cái bất tiện coi như là sim bán ra cho bạn, đâm là nhiều khi mình cũng nhập ở đầu buôn ấy, đâm là sim thì là họ bị khóa thông tin, họ cũng bất ngờ thôi. Thì là mong các bạn thông cảm bên mình và bên cho như là bên cung cấp sim cho bên mình các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình là về được sản phẩm coi như là LG G8 các bạn nhá. LG G8 thì hôm nay nhà mình là về đủ màu các bạn nhé. Màu đầu tiên này, nhà mình này về được 3 màu các bạn nhé. Đủ màu các bạn lựa chọn luôn. Sản phẩm LG G8 này đầu tiên của nhà mình này. Máy này là máy màu xanh các bạn nhé. Con này là máy màu xanh. Nói chung là sản phẩm này đẹp, không khác gì máy mới. Nói chung là thả hộp là sẽ thành máy mới các bạn nhé. Con đầu tiên là máy màu xanh này. Và con thứ hai này. Và con thứ hai con này thì là con thứ hai con này thì là con này là màu coi như là màu đỏ các bạn nhé. Màu đỏ coi như là đỏ, nó không phải là đỏ tươi mà đỏ nó hơi đậm đậm, nó ngang nghiêng nghiêng gần sang màu mận chín các bạn nhé. Và thứ ba, màu thứ ba con này là màu coi như là sáng, con này là gì nhỉ, xanh đen đấy. Màu thứ ba con này là màu xanh đen các bạn nhé. Đấy, con màu thứ ba của nhà mình là con này là màu xanh đen này. Đấy, con này là màu xanh đen các bạn nhé. Nói chung là sản phẩm này thì là ngoại hình là cực kỳ là đẹp rồi, và màn hình con này thì cũng cực kỳ là đẹp các bạn nhé. Đây, màn hình con này thì là cực kỳ sắc nét luôn. Nói chung là màn LG, cái màn hình của nó là AMOLED thì cực kỳ tuyệt vời, các bạn nhìn chưa ạ? Xanh xanh đỏ đỏ, hình này nó rất là đẹp luôn, nhìn như kiểu là thật các bạn nhá. Và thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết con này cho các bạn xem. Coi như là với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì các bạn mua con này có đáng đồng tiền bát gạo không các bạn nhá. Đây ạ. LG G8 ThinQ thì là con này thì là đã được chạy Android coi như là 10 rồi, thì là thời gian nữa sẽ là lên được Android 11 coi như là mới nhất. Thì là màn hình con này của nó được trang bị của nó là màn hình của nó là AMOLED 6.1 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+, và con này của nó là chạy chip Snap là 855. Đấy, chip này các bạn thôi rồi luôn, chip này các bạn gánh game hay là chạy ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời, nói chung là cải nhiệm cực kỳ nhanh và cực kỳ là sướng các bạn nhé. Và cấu hình con này cũng cực kỳ là khủng. RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB, và dung lượng pin con này của nó là pin gần 4000 các bạn nhé. Đấy, nói chung là pin gần 4000, các bạn dùng màn hình AMOLED QHD 2K này cực kỳ tuyệt vời. Và tính năng tiếp theo con này thì tính năng của nó là tính năng mở khóa màn hình, thì rất nhiều tính năng ngay. Đây, tính năng của nó thì là mở khóa màn hình này, thì ở trên tay mình đây sẽ có 3 tính năng nhá. Một sẽ là vân tay này. Đấy, các bạn có thể dùng vân tay để mở khóa màn hình. Và hai là các bạn có thể là chọn coi như là khuôn mặt, và từ khuôn mặt thì các bạn có thể quét khuôn mặt như ở Face ID của iPhone này. Và thứ ba con này thì là gì nhỉ? Và thứ ba con này là chạy gì nhờ Hand ID, là các bạn có thể là quét cái bàn tay để mở khóa nhé. Nhưng mà cái này thì cài hơi bị khó, cài hơi bị lâu đấy. Đấy, nói chung là các bạn chỉ cần dùng khuôn mặt và vân tay cho mình các bạn nhé. Hai tính năng rất là hay luôn. Được cái là trang bị con này thì là màn hình của nó là AMOLED. Nói chung là màn hình AMOLED thì cực kỳ là sáng đẹp luôn. Đấy, màn hình con này sáng đẹp tất cả của nhà mình đấy. Tất cả sản phẩm LG G8 bên mình đều là màn hình đẹp, đều đẹp keng các bạn nhé. Đấy, tất cả sản phẩm LG G8 bên mình thì màn hình đều đẹp keng các bạn nhá. Đây, màn hình đều đẹp keng luôn. Đấy, ngoại hình thì là cũng là đẹp leng keng các bạn nhá, không khác gì máy mới luôn. Đấy, đấy. Và giá thì cực kỳ là hợp lý thôi. Thì mình sẽ vào coi như là trải nghiệm, coi như là nghe nhạc hay là xem phim sản phẩm coi như là LG G8 này với mức giá là hơn 3 triệu đồng thì là có đáng đồng tiền bát gạo không các bạn nhá. Đây, mình sẽ vào coi như là nghe nhạc cho bạn nhá. Đấy, loa con này thì là loa nghe nhạc kép này. Một loa bên trên này. Đấy, một loa bên trên và một loa coi như là bên dưới. Đấy, nghe nhạc thì cực kỳ hay và cực kỳ to nhá. Đấy. Đấy. Đấy, nghe nhạc cực kỳ to và cực kỳ hay luôn. Nói chung là mình tạm thời nghe đây, tại vì không lúc dính bản quyền thì cũng rất là ngại các bạn nhá. Và tiếp theo thì mình sẽ vào coi như là phim 8K. Mình sẽ xem coi như là phim 8K cho bạn nó có sắc nét không các bạn nhá. Đấy. Đấy, phim 8K cực kỳ sắc nét, các bạn nhìn nghiêng này. Không có độ bóng mờ gì các bạn nhé. Đấy, con LG G8 này thì cái màn hình của nó là AMOLED QHD 2K. Các bạn nhìn hình ảnh thì cực kỳ tuyệt vời. Và con này thiết kế của nó rất là đẹp các bạn ạ. Đây, thiết kế của nó rất là đẹp các bạn ạ. Đây, thiết kế của nó là bo tròn coi như là bốn cạnh. Đấy, bo tròn bốn cạnh. Các bạn cầm con này nó sẽ là như kiểu là con S8.
hoặc là con iPhone X ấy. Đó, nó như kiểu là con iPhone X hoặc con iS8 này. Camera của nó là thiết kế cũng là cực kỳ là đẹp. Camera của nó thì các bạn là cái gì nhỉ? Các bạn sờ nó sẽ là không có cái gờ nổi nhá. Camera của nó sẽ là bằng một cái lưng máy luôn. Đấy, bằng với lưng máy nhìn rất là tuyệt vời và rất là đẹp luôn. Ngoại hình các bạn khỏi phải chê luôn, ngoại hình bọn này thì đẹp các bạn nhá. Trên 90%. Đẹp lên keng luôn. Màu nào thì cũng đẹp các bạn nhá. Nói chung là các bạn hợp phong thủy màu nào các bạn có thể chọn màu đấy cũng được. Đấy, nhà mình sẽ đủ màu cho các bạn lựa chọn các bạn nhá. Đấy. Màu này đỏ tươi thì rất là đẹp các bạn ạ. Màu này rất là đẹp luôn. Nói chung là màu nào cũng đẹp các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm có như là LG G8 trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá có như là 3.500.000. Đấy. Sản phẩm có như là LG ThinQ G8 này, bên mình sẽ bán cho bạn với giá có như là 3.500.000 các bạn nhá. Đấy. Máy đẹp lên keng luôn, giá chỉ với giá có như là 3.500.000. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm có như là LG G8 này, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất. Một là qua Zalo Fanpage, nếu mà Zalo Fanpage mình không trả lời kịp thì là mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số hotline mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, gần các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có ship cô. Ở xa thì mình có ship. Đấy. Ở xa thì mình có ship cô coi như là ba miền. Đấy, ở xa thì mình có ship cô ba miền. Và hình thức coi như là mua hàng bên mình thì là các bạn phải chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng. Nên là các bạn cứ yên tâm mua sử dụng các bạn nhé. Đấy, LG G8, ThinQ G8 này. Máy đẹp len keng, màn hình cũng là đẹp len keng. Giá coi như là chỉ với giá coi như là 3.500.000. Đấy, các bạn hãy xíu sản phẩm coi như là chip snap. Gánh game và chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, máy rất là đẹp các bạn nhé. Bọn này thì là máy đẹp, zin đẹp mà hàng siêu thị này thì mình sẽ coi như là cất đóng gói cho mọi bạn. Các bạn cẩn thận nên các bạn cứ yên tâm nhé. Đấy. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được sản phẩm coi như là sản phẩm là đây. Thì mình sẽ sang sản phẩm khác các bạn nhé. Đấy, mình sẽ sang sản phẩm khác. Đấy, mình sẽ sang sản phẩm khác. Để mình... Alo? Đây rồi. Đấy, nhân được máy chưa? Không, em phải xé ra chứ. Không xé ra hết một tuần phải xé ra chứ. Vâng vâng vâng, em xé hết ra rồi. Em xé ra rồi. Không, em ghi email rồi, anh cứ thẻ bảo hành đấy. Cứ theo dập theo thẻ bảo hành đấy nhá. Vâng vâng. Không. Không 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 cần. Không không. Không cần đâu anh. Nhá. Đúng rồi, cái bọn đấy thì nó gia công nó khác. Thôi thôi, để một tí anh nói sau nhé, đang live stream, đang live stream. Nhá. Biết rồi, nói chung là không tránh được đâu. Vào vào vào. Ngon mà. Đúng rồi. Vâng vâng. Thôi có gì nếu mà anh chốt thì mai điện cho em, tại vì em đang live stream, em đang live stream. Vâng vâng vâng. Khách vừa gọi mình các bạn nhá. Sorry các bạn là khách vừa gọi mình các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về sản phẩm có như là S10 Plus phiên bản có như là Mỹ các bạn nhá. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được 3 cây có như là sản phẩm có như là Sam Galaxy đấy. Rồi, S10 Plus. Sau đây là một số kết quả. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì mình về được có như là 2 chiếc màu đen này. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được 2 chiếc màu đen này. Và có như là một chiếc có như là màu trắng ngọc trinh các bạn nhá. Thì là ngoại hình con có như là S10 Plus này, thì ngoại hình thì là máy khỏi chê luôn.
ngoại hình thì là máy còn là trên 90%, máy đẹp leng keng. Đấy, sản phẩm này thì các bạn cứ yên tâm luôn. Máy thì là trên 90%, máy đẹp leng keng các bạn nhá. Đấy. Đẹp leng keng luôn. Sản phẩm này các bạn khỏi phải chê luôn. Thì mình sẽ nói sơ qua về sản phẩm cũng như là sản phẩm là Samsung S10 Plus này thì là xem là cấu hình về chi tiết như thế nào các bạn nhé. Thì là cấu hình con này thì là đây. Đây. Cấu hình con S10 Plus này thì là phiên bản của nhà mình, phiên bản Mỹ này. Chạy chip con này là chạy chip Snap là 855. Chip này nó sẽ là bằng với chip coi như là con G8 này các bạn nhé. Chip con này thì nó sẽ là ngang với con chip G8. Và màn hình con này của nó là trang bị của nó là màn hình của nó là 6.4. Đấy, màn hình của nó là tràn viền là 6.4. Độ phân giải của nó là QHD 2K cộng các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó là QHD 2K cộng. Và cấu hình con này thì cực kỳ là khủng. RAM con S10 Plus này thì là RAM của nó là RAM 8GB. Đấy, con này bộ nhớ trong là RAM 8GB và bộ nhớ trong con này là 128GB. Và camera con này thì là cam trước của nó thì là camera kép các bạn chưa. Camera sau của nó thiết kế cũng cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì là cũng là bo tròn là 4 cạnh. Dòng S của Samsung thì sẽ là bo tròn 4 cạnh. Con này rất là đẹp luôn, màn hình 6.4, cực kỳ tuyệt vời. Và mình sẽ test cũng như là sản phẩm loa nghe nhạc cũng như là xem phim cũng như là sản phẩm cũng như là S10 Plus này. Xem với mức giá cũng như là hơn 6 triệu đồng thì các bạn có đáng đồng tiền để mua không các bạn nhé. Các bạn những sản phẩm Mỹ này thì là sẽ ít những cái ứng dụng mà rác hơn những sản phẩm mà Hàn Quốc. Đấy. Như sản phẩm cũng như là LG này của 8 này, của 8 này của Hàn Quốc này thì là sẽ nhiều ứng dụng coi như là của Hàn Quốc hơn. Nhưng mà với sản phẩm cũng như là Mỹ này thì sẽ là ít ứng dụng các bạn nhé. Thì mình sẽ vào coi như là sản phẩm nghe nhạc xem là cái con G8, cái con S10 Plus này nghe nhạc có sướng không các bạn nhá. Đấy. Mình sẽ vào cho bạn. Mạng nhà mình thì đợt này cứ buổi tối là nó kém lắm. Nhiều khi không loát được. Chán lắm. Chắc là học online nhiều. Đấy, tầm này thì cũng là nhiều gọi các bạn nó gọi bên mình thì mong các bạn thông cảm các bạn nhé. Con này thì là nghe nhạc cực kỳ là hay. Dòng Samsung các bạn khỏi chê luôn. Đấy. Đấy, nghe nhạc thì cực kỳ là hay đấy. Cực kỳ là đỉnh. Loa kép này. Đấy, một loa bên trên và một loa bên dưới. Đấy. Đấy. Nói chung là dòng Samsung ấy thì là cái loa này là cực kỳ là trong. Đấy, dòng Samsung thì là cái loa là cực kỳ là trong. Và con này thì là gì nhỉ? Trang bị cái nó chip Snap là 855. Chip này là gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và dung lượng pin con này của nó là pin 4100 nhé. Sorry các bạn, con này là bốn pin là của nó là pin 4100. Nói chung là với mức pin là 4100 thì các bạn xài con S10 Plus này thì cực kỳ là sướng rồi. Thì là giá sản phẩm coi như là S10 Plus phiên bản coi như là Mỹ này thì là mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 6.200.000. Đấy. Máy ngoại hình thì là máy còn là trên 90%, máy rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, ngoại hình thì trên 90%. Màn hình thì là bọn này tất cả màn hình đều đẹp keng các bạn nhá. Đấy, màn hình bên mình thì là màn hình đẹp keng luôn. Đấy, màn hình con này thì là bên mình khỏi phải chơi luôn. Màn hình con này là sáng đẹp keng các bạn nhé. Đấy. Con Galaxy S10 Plus này thì là mở khóa có tính năng coi như là các bạn có thể là chọn tính năng đây, mình sẽ mở khóa cho bạn này. Xem mà có tính năng. Xem có những tính năng gì nhá. Tính năng mở khóa màn hình. Đấy. Mở khóa màn hình thì là con này thì là sẽ là khuôn mặt và vân tay. Đấy. Nếu các bạn mà không mở mặt được các bạn thể dùng vân tay thì âm màn hình, dùng rất là sướng luôn. Thì con S10 Plus này thì cầm cực kỳ là chắc tay luôn. Đấy, màn hình 6.4 cầm con này cực kỳ chắc tay và cực kỳ là sướng. Đấy. Đấy. Giá máy đẹp, bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 6.200.000. Nhà mình thì có hai màu lựa chọn, một mày là màu trắng và thứ hai là con này là màu coi như là xám đen các bạn nhá. Đấy, thì mình sẽ tạm thời bỏ qua bên này thì mình sẽ coi như là cho các bạn xem sản phẩm khác các bạn nhé. Nói chung là livestream này nhiều khi cũng phải bình tĩnh thì mình mới bán được hàng. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con iPhone 7 các bạn nhá. Con iPhone 7 này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì mình cũng đã tháo ra kiểm tra rồi. Con này thì mình sẽ bao cho bạn coi như là main zin, màn zin. Màn này mà các bạn chẳng may về các bạn mà chẳng may làm rơi vỡ kính ấy, các bạn có thể đi ép kính loại thoải mái các bạn nhé. Và con này thì là phiên bản quốc tế 32GB đây ạ. Con iPhone 7 này, con này thì là phiên bản quốc tế này 32GB. Dung lượng pin con này thì là khách cũng đã thay mới 100% rồi các bạn nhé. Đây, dung lượng pin con iPhone 7 này thì là khách đã thay mới 100% rồi các bạn nhé. Thì con iPhone 7 quốc tế này thì là iCloud thì là máy trắng nhé. Máy con này thì là sạch iCloud. Các bạn về có thể là reset hay là gì to loại thoải mái các bạn nhá, nên các bạn cứ yên tâm. Và sản phẩm coi như là iPhone 7 phiên bản quốc tế 32GB này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 2.500.000. Đấy, ngoại hình cái con này thì còn độ 90%. Đấy, mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 2.500.000. Hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách rồi.
mình sẽ bao cho bạn coi như là main zin, màn zin. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 này các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Qua hai số hotline để đặt hàng các bạn nhá. Đấy, iPhone 7 2.500k, máy zin đét các bạn nhé. Và hôm nay thì là có một bạn coi như là thắc mắc với bên mình. Thắc mắc bên mình là hướng dẫn coi như là tải ứng dụng coi như là sản phẩm coi như là iPad. Thì hôm nay mình hôm qua ấy, nhưng mà hôm nay thì nhà mình mới về coi như là sản phẩm coi như là iPad 5 này các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được sản phẩm coi như là iPad 5 phiên bản coi như là 16GB Wi-Fi các bạn nhé. Còn iPad 5 này thì là gì nhờ, cái màn hình của nó thì là cực kỳ lớn, màn hình của nó là 9.7 inch. Màn hình con này của nó là 9.7 inch các bạn nhé. Và dung lượng pin con này của nó là pin của nó là gần 9.000. Đấy. Dung lượng pin con này của nó là pin gần 9.000. Đấy. Phiên bản 16GB. Pin gần coi như là gần 9.000. Màn hình của nó là 9.7 inch và camera con này là cực kỳ góc rộng, cực kỳ tuyệt vời nhé. Đấy. Đấy, góc rộng các bạn mà mua về học livestream con này cực kỳ ok. Thì là với mức giá sản phẩm coi như là iPad 5 phiên bản 16GB này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.500k các bạn nhé. Đấy. Chỉ với giá coi như là 3.500k các bạn ấy sẽ sản phẩm coi như là iPad 5 dùng cực kỳ sướng và cực kỳ là phê. Và gì nhỉ? Và theo lời khuyên của mình, một bán người bán hàng online ấy, thì là thời điểm này các bạn mà học chương trình online nhiều ấy thì là theo lời khuyên của mình thì các bạn nên mua những sản phẩm mà iPad 5 trở lên các bạn nhé. Thì vì iPad 5 trở lên nó sẽ là hỗ trợ coi như là nhiều cái ứng dụng mà để học hơn. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn coi như là tải luôn tải ứng dụng trên sản phẩm coi như là iPad 5 này các bạn nhé. Đây iPad 5 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải coi như ứng dụng nhé. Em nghỉ rồi chị ơi. Điện thoại chưa? Chưa xong, nghỉ rồi ạ. Đây thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn coi như là tải ứng dụng các bạn nhé. Đây ạ, thì hôm nay thì mình sẽ vào coi như là iCloud này. Đây, mình sẽ vào coi như là App Store nhé các bạn nhé. Đấy. Mai chị ơi. Mai chiều mai ạ, mai mới ở nhà. Em đã hẹn chị 9 giờ, bây giờ em đang nghỉ rồi. Không lấy được ạ, chiều mai ạ nhá. Đấy, đây ạ. Thì đây mình khách hẹn vừa khách 9 giờ nhưng mà không thấy qua, thì mình tầm này mình livestream thì mình cũng không muốn tiếp khách nữa tại vì đóng cửa rồi mà. Thì vì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn coi như là tải ứng dụng luôn các bạn nhá. Thì là ở đây thì là một con máy mình thì chưa có một ứng dụng gì, là khách cũng có yêu cầu mình là coi như là nhờ coi như là hướng dẫn tải ứng dụng, thì mình sẽ vào App Store bình thường này các bạn nhé. Vào App Store bình thường. Vào App Store bình thường thì bạn có thể là nhập cho mình coi như là tìm ứng dụng là Facebook nhá. Đây mình sẽ tải cho bạn bình thường luôn. Đây, mình sẽ vào coi như là cái App Store này các bạn nhá, kích vào Facebook mình sẽ tải nhá. Đấy. Mình tải xuống, các bạn dùng ID coi như là hiện có. Đây thì mình sẽ nhập coi như là cái ID của mình. Đấy. Mật khẩu con này thì là mình sẽ coi như là che mật khẩu đi các bạn nhé, để mình nhập. Đấy, ở đây thì mình đã nhập coi như là mật khẩu xong, bây giờ mình sẽ kích vào coi như là mở thôi, đơn giản lắm. Đấy, các bạn kích vào cài đặt. Đấy, xong ở đây là sẽ có chữ cho phép này, 977815, 977815. Tại vì cái tài khoản này mình bật cái yếu tố mà xác minh bước 2 ấy. Tài khoản của mình thì mình lúc nào cũng bật yếu tố xác minh 2. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn coi như là tải ứng dụng nữa các bạn nhé. Trước khi tải ứng dụng thì mình sẽ bỏ tạm ra đây. Mình bỏ tạm đây. Mình sẽ vào coi như là iCloud nhá. Mình sẽ vào coi như là ứng loại to to nhé bạn nhá. Ở đây thì mình sẽ kích vào tải Facebook cho bạn nhá. Mình sẽ cải gì nhỉ? Messenger này. Đây. Đấy, mình tải xong rồi. Đấy, YouTube. Đấy, đơn giản thôi mà. Yêu cầu xong 15 phút thế thôi, tại vì chỉ cần các bạn chỉ cần một tài khoản coi như App Store thôi. Các bạn có thể là tải ứng dụng bình thường. Nó đơn giản lắm. Đâm là nhiều khách của mình coi như là yêu cầu coi như là mình hướng dẫn tải thì mình cũng hướng dẫn tải cho bạn luôn. Các bạn kích vào có đi. Có lưu mật khẩu đi. Đấy.
Như vậy đây thì mình đã tải coi như là Facebook cũng như là thành công rồi. Bạn nào mà cần ứng dụng học vậy các bạn có thể là Zoom nhá. Nói chung là cái ứng dụng này thì nó hướng dẫn nhiều lắm. Đây, mình sẽ vào coi như là Zoom. Zoom cái ứng dụng này thì là sẽ là nhiều người học nhất. iPad 5 sẽ hỗ trợ hết nhá. Nên các bạn cứ yên tâm. Đây, Zoom iCloud Meeting. Zoom iCloud Meeting. Cái Zoom này thì 191.000, sợ thật. Kinh khủng luôn. Đây, GoMet nhé, có cả GoMet nhé. Đấy, mình tải hết để cho bạn những ứng dụng gì học luôn. Tại vì tải mấy cái ứng dụng này nó đơn giản lắm, cực kỳ đơn giản. Đấy, đấy. Như vậy thôi, các bạn chỉ chờ trong quá trình tải ít phút thôi thì các bạn đã tải ứng dụng các bạn nhé. Đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn coi như là tải ứng dụng những sản phẩm iPad 5 cực kỳ đơn giản. Thì là theo lời khuyên của mình thì là các bạn nên mua sản phẩm học online thì các bạn nên mua những sản phẩm cũng như là iPad 5 trở lên các bạn nhé. Thì vì những iPad 3, 4 bây giờ này sẽ là iOS cũ, nên mà tải ứng dụng cực kỳ là khó. Thì các bạn cứ mua cho mình sản phẩm của những iPad 5 trở lên, nó sẽ là nhiều ứng dụng để học mới hơn các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về con này là sản phẩm cũng như là Galaxy Note 9 là trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là Galaxy Note 9. Thì là con này của nhà mình là phiên bản Hàn này. Đấy, phiên bản Hàn là con này đang chạy mặc định là ROM gốc này, một SIM một sóng các bạn nhé. Và cấu hình con Galaxy Note 9 này thì là của nhà mình là phiên bản là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và dung lượng pin con này của nó là pin 4000. Và con Galaxy Note 9 này được cái là trang bị của nó là bút. Các bạn chỉ bấm bút thì sẽ là chụp ảnh các bạn nhé. Rất là tiện lợi, rất hay. Và ngoại hình con Galaxy Note 9 này của nhà mình ấy, thì ngoại hình thì là máy còn là trên 90%. Đấy. Máy của Hàn Quốc này. Máy còn trên 90%. Máy đẹp leng keng. Và con này của nhà mình cũng là màn hình đẹp leng keng các bạn nhé. Thì là con này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 5.4 triệu. Thì là bạn nào mà cần lên 2 SIM ấy thì là các bạn thêm 50.000 nữa thì mình sẽ lên hỗ trợ coi như là lên 2 SIM cho bạn nhé. Đấy. Con Galaxy Note 9. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 5.4 triệu. Và bạn nào mà cần lên 2 SIM thì mình sẽ lên cho như là 2 SIM cho bạn. Còn bạn nào mà không cần lên 2 SIM các bạn có thể là để ROM gốc như này dùng. Đấy. Dùng cũng được các bạn nhé. Đấy, tùy các bạn thôi. Đấy. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Vivo, con này là Vivo gì nhỉ? Mình sẽ xem các bạn Y55. Đấy. Con này là Vivo Y55 các bạn nhé. Đấy. Đấy, giới thiệu cái khác này. Giới thiệu về điện thoại. Đấy. Con này con nó nhà mình là V55. Vivo Y55, con này thì là bộ nhớ trong là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Thì con Vivo Y55 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 900.000 nhá. Đấy. Con Vivo Y55 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá cũng như là 900.000 cho bạn nhá. Đấy, các bạn mua về học online và gì nhỉ? Đấy, các bạn mua về học online hay là chạy ứng dụng hay là chạy game cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Và tiếp theo hôm nay thì nhà mình lại về được là bộ sạc nhanh này, 25W chính hãng coi như là của Samsung. Đây là bộ sạc siêu nhanh nhé. Trên tay mình là bộ sạc siêu nhanh 25W chính hãng coi như là của Samsung. Thì là bộ này thì bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 150.000 đồng. Và bộ thứ hai này, bộ thứ hai là bộ sạc chính hãng coi như là LG. Đấy, sạc nhanh 18W này. Bộ sạc nhanh 18W chính hãng của LG này. Thì là bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là bán cho bạn với giá coi như là gì nhỉ? 99k nhá. Đấy. Thì là cái link link Shopee. Thì là cái link Shopee thì mình để cái link Shopee ở dưới cái phần YouTube của mình rồi. Đấy, các bạn vào Shopee mình đã đặt giúp mình nhá. Các bạn mua sạc 25W của Samsung này. Các bạn có thể là sạc cho được những dân chân đai si Oppo hay là Vivo cũng được. Nói chung là không phải là Samsung. Đây, tin nhắn cực kỳ là nhiều các bạn. Đây. Đây sim mình đang bị khóa hết, nhiều khi trả lời cũng mệt các bạn. Nhiều khi nản lắm. Bán cái sim đây. Và đây là cửa hàng Shopee của mình. Đây là cửa hàng Shopee của mình. Đây, máy mình còn cũng còn đơ này. Nhiều khi còn bấm được đâu. Nó chậm. Đây, cửa hàng Shopee mình thì mình sẽ để có như là cái link có như là Shopee mình ở dưới phần là mô tả video thì các bạn có thể là xuống Shopee của mình để mua hàng giúp mình các bạn nhé. Đây là bộ sạc Samsung này, bộ sạc LG này, bộ sạc này mình bán rất là nhiều luôn, bộ sạc có như là siêu nhanh của Samsung này. Đấy, rất nhiều phụ kiện các bạn có thể là mua giúp mình, ủng hộ giúp mình các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về sản phẩm có như là sản phẩm con này tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con S10 5G các bạn nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Galaxy S10 5G. Thì con này của nhà mình thì là phiên bản có như là Hàn Quốc, một SIM một sóng. Ngoại hình con S10 5G hàng siêu thị thanh lý này thì ngoại hình thì là máy còn trên 90%, máy đẹp leng keng các bạn nhé. Đấy. Con Galaxy này.
con Galaxy S10 5G này, ngoại hình thì là máy còn là trên 90%, máy đẹp lên kia. Con này của nhà mình thì là màu đa sắc các bạn nhé. Thì là con này thì là mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình con Galaxy S10 5G này. Thì là cấu hình con này thì là phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình con này của nó là tràn viền 6,7 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và con này được cái là trang bị của nó là con này là chip Exynos là 9820. Chip này gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ là phê. Và con này được cái là trang bị của nó là pin của nó là pin 4500. Đấy. Thì là dùng cực kỳ là sướng. Con này thì thiết kế cực kỳ là đẹp các bạn nhé. Con Galaxy S10 này thì là ngoại hình thì là máy còn trên 90%, máy đẹp lên keng. Và màn hình con này thì bên mình cũng là màn hình đều đẹp keng các bạn nhé. Tính năng con này thì sẽ có tính năng rất hay, và sẽ có tính năng coi như là sạc không dây cho các thiết bị coi như là sạc không dây sang máy khác. Đấy. Con này sẽ có chia sẻ pin không dây. Đây có tính năng chia sẻ không pin không dây. Các bạn chỉ cần kéo vào đây thôi, các bạn kích xuống đây, các bạn hoàn tất. Các bạn nào mà trẻ pin không dây thì các bạn phải pin của bạn ấy phải trên 30% các bạn mới chia sẻ các bạn nhé. Các bạn dí vào cái máy các bạn ở bên dưới này sẽ là sạc không dây rất là hay các bạn nhá. Đấy. Con Galaxy S10 5G máy đẹp này thì bên mình đang bán các bạn giá cũng như là 6.200.000. Con này là màu đa sắc các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Lot 9 phiên bản Mỹ các bạn nhé. Đấy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Lot 9 phiên bản Mỹ. Thì là con này thì là phiên bản Mỹ sẽ là chạy chip Snap là toàn 4 năm. Và tình trạng con này thì là cấu hình của nó thì là RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Tình trạng con này thì là màn hình chỉ là bị đốm một chút ở bên này cho màn hình các bạn nhé. Đấy. Tình trạng con này thì chỉ bị đốm một tí màn hình bên này các bạn nhé. Và con Galaxy Note 9 Mỹ này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.500.000. Đấy. Con Galaxy Note 9 Mỹ này. Đấy. Ngoại hình còn trên 90%. Có tặng con này thì là khách đang dùng có cái ốp màu đen các bạn nhé. Hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Thì là con này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.500.000. Đấy. Con Galaxy Note 9 Mỹ này thì mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3.500.000 cho bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con gì nhỉ? LG V60 ThinQ 5G các bạn nhé. Con LG V60 ThinQ 5G thì con này của nhà mình thì là hàng siêu thị tủ kính trưng bày thanh lý các bạn nhé. Thì là cấu hình con này là cực kỳ là khủng. Màn hình của nó thì là trang bị của nó thì là màn hình của nó là 6,8 inch. Đấy. Màn hình của nó là 6,8 inch và dung lượng pin con này của nó là pin 5000. Và RAM con này thì là RAM V60 này thì là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Và con này thì có hỗ trợ 5G luôn. Con V60 ThinQ 5G này sẽ hỗ trợ coi như là 5G. Và phần mềm của nó được lên Android 11 mới nhất rồi các bạn nhé. Tình trạng con này thì là máy đẹp leng keng luôn. Con này thì là ngoại hình thì là máy đẹp leng keng luôn. Và màn hình con này thì là cũng đẹp keng. Đấy. Giá sản phẩm coi như là LG V60 ThinQ 5G này thì bên mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 6.200.000 các bạn nhé. Đấy. Chỉ với giá coi như là 6.200.000. Các bạn đã sử dụng sản phẩm có như là LG V60 ThinQ 5G các bạn nhá. Cực kỳ là rẻ. 6.200.000 cho bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm tuổi cũ giá rẻ. Thì các bạn thấy hay và các bạn thấy ưng sản phẩm nào, các bạn nhấc máy lên để trực tiếp mình đặt hàng. Đây ạ. Và tiếp sang đến iPad thì là bên iPad thì mình đã tải ứng dụng đủ rồi các bạn nhá. Đây ạ. Tải ứng dụng có như là Facebook, Zalo hay là Zoom đủ rồi. YouTube mấy cả iMac sẽ đăng tải về sau các bạn nhá. Đấy, rất là đơn giản luôn. Còn các bạn muốn thắc mắc cái gì bên mình ấy về sim và mạng ấy, thì các bạn mà chưa vào mạng được ấy, thì các bạn liên hệ lại giúp mình nhá, để mình sẽ hỗ trợ cũng như là mở khóa sim cho các bạn nhá. Và xin chào và hẹn lại clip vào lần sau các bạn nhá.